Mình đến thăm vườn của khu vực Đồng Tháp. Thứ nhất là vườn nhà của anh Nhì, cái đó là vườn nhà của anh Tâm. Thì vườn của anh Nhì thì nãy mình cũng đã hướng dẫn cho anh tỉa cành tàu tán xong rồi đó. Bên anh thì sầu riêng ghi sáu, thì còn bây giờ bên anh Tâm thì đây là sầu riêng Thái, thì cũng một lứa tuổi với sầu riêng của anh Nhì ha. Thì đây là cũng được 18 tháng tuổi anh Tâm. Thêm giờ em sẽ hướng dẫn cho anh cái tỉa cành tạo tán cho cái cây sầu riêng Thái của chúng ta. Hả? Sầu này hơi xà cháu rồi, mà tiếc nữa. Hơi hơi xà. Thì cái này mình nè, ở đây hai cái nhánh này nè, một nhánh xà bên này nha, nhánh xà này mình có thể bấm bỏ đi anh. Bấm bên này đi anh. Bấm này ha. Dạ. Biết cần nghe cái nhánh đang cầm bên tay nữa. Với một cái nhánh chắc nhánh này là nhánh này không có để được. Đúng rồi. Đó. Đây. Này nữa. Đây là những cái cây. Được anh. Rồi đây là kế tiếp là những cái cành tâm là anh tự anh bấm thử cái sao. Đây anh, đây mình bấm dài, đây những nhánh này mình dài lại. Đó. Thì cái lý do mà sao này mình bấm cành tâm, những cành tâm và rửa tạng như vậy thì mình cũng chia sẻ với bà con ha. Thì mình bấm những cái cành tâm như thế này thì mình để hạn chế sức cạnh tranh dinh dưỡng, thứ nhất là hạn chế cái sức cạnh tranh dinh dưỡng của cái cây, giúp cây phát triển tốt hơn và đồng bộ hơn. Cái thứ hai thì khi mình tỉa thông thoáng như thế này thì giúp cây nó đầy đủ ánh sáng. Cái thứ hai là hạn chế được cái sâu gầy và hạn chế được cái chi phí phân bón chúng ta. Cái nhánh này là cái nhánh vượt hồi trước là anh bấm đúng không? Em bấm nè. À, bấm cho nhánh này nè, mai mốt là nó xà ngang ra, nó chia tay ra thì nó có nhánh những cái á, nó sẽ mà làm cành tái ngay đó, không biết đúng nó không dương lên. Bấm về đúng rồi, cành nó dương lên. Và đặc biệt á là cái anh nhìn biết là cái hàng sầu riêng Thái á, là nhánh nó vươn lên chứ không phải là như cái thằng ghi sáo nó xà nha. Nhưng mà từ khoảng cỡ 3 năm trở về sau nó mới xà. Đúng rồi, nhánh nó lớn theo thời gian, bắt đầu cái nhánh nó cành là, cành nó lớn lên á và bắt đầu nó mới xà nhánh, gã nhánh nha. Biết từ 3 năm trở đi nhánh nó mới cái giai đoạn từ cây con và cái tới mà giai đoạn mà hoàn thiện cho một cái cây sầu riêng á thì từ năm thứ ba tới năm thứ tư á là bắt đầu nó mới hoàn thiện. Là hoàn thiện là từ giai đoạn cây con và tới giai đoạn thứ ba thứ năm trở lên thì bắt đầu giai đoạn hoàn thiện để tàn nhánh và chuẩn bị nó để nuôi trái, làm trái. Nhánh này nó là cũng nhánh đực nữa nè. Nhưng mà nhánh đực ở trên này thì mình để được, mình ăn cho nó một mùa hai mùa trái đi rồi tự nó quỷ à. Còn như nhánh này cũng là nhánh đực. Nhánh đó là nhánh đực, mình nhỏ tên đó mình bỏ để cho nhánh kia nó lớn. Và cái nhánh cái bên này nó xà nó chia tàn ra. Rồi bơm đặt hoành không? Cái này không được đâu. Bà đặt máy nha. Nhìn cây Thái này thì thấy nó cũng lớn á. Giờ em thái lá hết. Này khoảng 3 tấc à. Khoảng 3 tấc mình. Đó. Đây cái nhánh này bỏ luôn. Cái nhánh xà nè bà. Nhánh bên này. Cái nhánh này nhánh vượt, em bấm một nhánh bên này nữa. Vậy là mình cắt thử này đúng rồi. Đỡ cái băng bớt đó. Tại vì hổm nó vượt nó đứng lên cái này. Nó đứng. À, em bấm một vừa nhánh này cho sờ ra. Đúng rồi. Nó vượt quá, lý do anh biết làm sao không? Ở bên này á là nó mất ánh sáng của bốn bên nè. Thì bắt buộc nó phải vươn lên nó tìm ánh sáng. À vượt nè, nó cho vượt. Anh thấy anh Tâm để lại cành cái nó hợp lý đó. Bác Nhị coi con tỉa coi được không, mốt mướn không nghe, đang thất nghiệp á. Cái cành này nè, như vậy nè, anh thấy vậy chứ không phải vậy đâu. Mai mốt á, nó sẽ vươn lên, nó lấy được cái tàn bên này nữa. Là những cái chi tay này nhỏ nhỏ như này nè, mai mốt nó lớn lên, nó làm cành tái. Một chút xíu là hơi bị nấm hồng, chút xíu thôi. Mấy nhánh nhỏ này nữa nè, anh Tâm. Đó. Nè. Tên nhánh này. Nhánh nó không nên bỏ luôn. Tưới một bét thì gì mà dăng vô đen thui rồi. Humic. Cái này là humic. Humic đưa vô bét này tưới luôn, đâu có sắp tưới nổi đâu. Đúng rồi. Phải làm hệ thống phun đều chứ. Bét này nó ra dư lít thôi. Bị tứ mít luôn. Cái nhánh nó nhánh Thái nè, anh Nghi quay hướng này, quay hướng em nhìn nè. Đó, cái nhánh Thái bên này phía sau lưng anh Tâm. Nè, nhánh xạ xuống nè. Bắt nhìn cái độ ẩm là biến nó giá phải không à? Anh Tâm phía sau lưng anh Tâm. Cái nhánh sau lưng á nó đang dương lên đó. Đúng rồi. Mít là nó bật lên không vậy luôn á nha.
Thì ngày nào mình ra mình cầm vậy nè. Anh cái này nè. Đó. Anh đây nè, mình canh nè, mình tọt từ dưới này lên, lên trên để cho nó tạo được cái ánh sáng cho cái cây chúng ta nó phát triển. Đó, anh cắt thử coi sao. Biết sao, nói chung đốn này hơi tiếc. Bây giờ cây mít nó đang vậy. Đúng rồi, anh bây giờ anh cắt nhánh đi, giờ còn cắt được chứ giờ bữa ra trái không cắt được nha. Đây đưa kéo đây em hướng dẫn cho anh nè, anh muốn anh gọt tàn luôn đi. À, mấy nhánh này chứ. Ừ. Đúng rồi. Thằng mít nó dài quá ha. Đây luôn. Này, đến đây vươn lên mấy nhánh này luôn. Mít nó dài. Đó, mình chỉ chừa một cái mép mé bên bên ganh thôi. Cho nó thoáng thôi. Ừ. Hỏi thằng anh á. Bự luôn. Đang trái rồi. Nhánh đực này bỏ luôn. Nhánh đực. Rồi cái này nè. Nó đồng gông lên. Ở dưới đó. Ở dưới tầng dưới thì được. Nhánh trên, nhánh trên. Ừ, đó đúng rồi, nghe tan cầm á. Ăn tiền nhánh này nè. Ừ. Ăn tiền nè, ăn tiền nhánh này nè. Dạ đúng rồi. Nhánh đó nó vươn trực tiếp vô cái cây sầu riêng của mình mà. Đó, khi anh thấy xong thấy không? Cây nó thoáng liền. Đó. Từ xa là mình thấy cái cây mình thoáng lên lượng nó vươn lên được cái này. Còn mình cái cao là ở tinh khúc này nữa nè. Mai chiều á thì mình cho ăn xong cái những cái tái này đi xong mình bấm tiếp. Mình chỉ chừa một bên canh thôi. Thì một mép thôi. Còn nhá tao mình bỏ hết. Cây bên này cũng vậy nha. Vậy thôi, chứ đừng đang mít đang có giá mà em không muốn anh em bị thất thu ví dụ đó. Mình chỉ gọt cho nó đứng lên thôi. Ví dụ như mình phải gọt hai bên luôn thì mình đốn luôn. Tại giường nằm hai ba chỗ rồi. Cái này là thì trồng sầu riêng rồi mới trồng mít. Còn ba trồng mít rồi. Những cái nhánh này nè anh Tâm, mình xà với này nè, mình nên cắt bỏ luôn đi. Để sau này mình ốp mô đồ này kia. Cho nó cái này là tỉa nhánh mà chưa có thời gian nè. Cắt đi anh Tâm. Cho nó đẹp cho rồi đi. Mình nói chung là mình đi tới đâu là cho nó đẹp tới đó mà. Rồi. Ừ. Cắt xong sát vô bạn. Hử? Cắt xong nhớ phun siêu giáp mà em nha. Đi ghế mình cũng mỏi chân ấy chứ hả? Ở đó dưới không có phun mà có quậy bắt đầu chát vô cái dấu mặt đó hả? Hoặc là anh vừa đi á, anh vừa xách theo cái giống như cái chai mà xịt khuẩn của mình á. Nhánh này nữa nè. Vô mình bóp. Mình bóp trước còn mình sau đó mình phục phun nguyên vườn sao anh pha vô cái chai mà xịt khuẩn diệt khuẩn chai xịt cồn mình á mình đi ừ, khi mình rồi. Cái mình cắt á mình pha sẵn cái mình xịt cho trực tiếp vô luôn cắt rồi đồng, mình mang theo mình xịt luôn cắt xong đi rồi bắt đầu xịt khuẩn luôn xịt hết cây luôn rồi mình khi mình cắt xong hết rồi bắt đầu mình thái xịt toàn tàn luôn hả. Ví dụ muốn tỉa là mai xịt thuốc, mai tỉa xong mai toàn tàn mình luôn. Có xịt định kỳ ừ. Trên rồi mà còn này chủ yếu mình muốn xịt trực tiếp thuốc vô ở muốn pha thuốc vô trực vậy tiếp bắt, cái bắt đem cái theo bắt pha sẵn bắt quét lên thì nó ngon hơn thì đó chấm ngón tay vô chấm vô cái cắt rồi đi chứ có điều chủ yếu mình chấm vô mấy cái nhánh bự thôi. Cái cây của mình mà tỉa cành tạo tán cái lần đầu tiên thì mình tỉa khoảng ngang ngực. Tới lần thứ hai thì mình tỉa khỏi cái giới tay của mình là được rồi. Thôi, rồi từ từ mình tỉa xa tiếp. Cũng như là mình tỉa lần đầu là ngang ngực thôi, rồi bắt đầu lần thứ hai là tỉa hết giới tay thôi. Dạ. Như cây dưới dạ là tỉa hết giới tay rồi đó. Này, cây của anh là tỉa được hai lần tỉa rồi. Để cho anh viết nha, không ghé. Thì đợt trước đầu tiên là không ghé hồi tháng 4. Tháng 4 tới tháng 4 này mới nhấp năm. Ghé bữa hoài nè, qua con. Thì đây là những cái chia sẻ trên hành trình thăm vườn của đội ngũ kỹ thuật. Thì cũng hướng dẫn chia sẻ cho quý bà con cách tỉa cành tạo tán cho từng cái loại cây sầu riêng trên từng vùng miền. Thì đây cũng là những chia sẻ. Thì bà con có những thắc mắc hay là những gì cần hỏi thì hãy gọi trực tiếp đến đội ngũ kỹ thuật của Video Farm. Video Farm sẽ hướng dẫn cho quý bà con được biết rõ hơn về những cái vấn đề tỉa cành tạo tán trên cây sầu riêng. Hẹn gặp lại quý bà con.